Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Xin được thông báo với toàn thể các anh em ở trên kênh là hiện tại là kênh vẫn bị ban anh em nhá. Chính vì thế là tôi chưa thể up cái clip của tôi lên được. Đấy. Nhưng mà sau cái đợt ban thì chắc chắn là tôi sẽ up dần cái clip của tôi khi mà tôi sản xuất trong cái khoảng thời gian mà tôi bị ban lên. Đấy, để phục vụ anh em, có rất nhiều cái clip hay và hấp dẫn, rất nhiều những cái siêu phẩm có 102. Tuy nhiên trong cái khoảng thời gian này rất là đáng tiếc là tôi chưa thể làm mà tôi có thể up lên YouTube để phục vụ anh em được. Do cái quá trình đấu tranh pháp lý ở trên cái kênh này nó còn kéo dài. Đấy. Tuy nhiên là tôi cũng rất lấy làm vui mừng khi được thông báo các anh em là ngày hôm qua, đấy, tôi đã nhận được một cái thông báo, một cái email gửi từ YouTube gửi cho tôi. Và cái trong cái thông báo đấy thì có hẹn một cái ngày chính xác, đó là 2 ngày nữa, tức là vào ngày 19 tháng 12 là tôi có thể là tôi sẽ hoạt động lại ở trên YouTube được. Đấy, có thể up được clip, có thể trả lời comment của các anh em, cũng như là có thể đăng bài ở trên tác cộng đồng. Chính xác là 2 ngày nữa là tôi comeback trở lại anh em ạ. Vui quá. Cuộc chiến pháp lý nó kéo dài quá anh em ơi, đã coi như là hơn 1 tuần rồi. Phải gần 2 tuần rồi. Đấy. Gần 2 tuần là bị report náo về cái vấn đề bản quyền. Tuy nhiên là cũng đã liên lạc lại với cả YouTube và giải quyết. YouTube cũng đã liên lạc tìm cái người mà đã report tôi. Đấy, để trao đổi vấn đề. Đấy, sau đó thì hẹn đến cái ngày mà trao đổi ba mặt một lời đấy. Có là tôi, đấy, có ba bên. Thì là ông kia là ông mất hút. Mất hút luôn anh em ạ. Mất hút luôn, chắc chắn rồi. Làm gì có cái chuyện là lấy video clip của tôi sau đó report là bản quyền được. Đấy, trừ khi là tôi ở trong cái video clip của tôi, tôi có dùng nhạc có bản quyền, hoặc là dùng cái video của người khác. Ví dụ như các cái video reaction chẳng hạn thì sẽ dùng video của người khác để bình luận vào trong đấy. Nhưng mà không, đây là tôi chơi. Đấy, tôi chơi, tôi tự bình luận. Đấy, thì lấy đâu ra và có của người khác được. Nhạc thì là nhạc là lấy là nhạc free. Hoàn toàn những cái bản nhạc là nhạc free hết. Có rất nhiều những cái bản nhạc ở trong mỗi con game của tôi, nhưng mà tất cả nó đều free anh em ạ. Tôi lấy free hết thôi. Bày ra đồ game hơi xấu anh em ạ. Ôi, ra như này bắt Echo à? Ui, không có đồ anh em ơi. Đồ này không có. Rồi, phứt tạm con gấu. Phứt tạm con gấu lên. Không có đồ anh em ạ. Không có đồ nên là không chơi được. Tạm thời, bài thì quá xấu. Đồ xấu, bài xấu anh em nhá. Tạm thời, tích bài phía dưới đã. Có gì chúng ta sẽ mạnh rồi chúng ta sẽ cho bài vào sau. Trên kênh của tôi chủ yếu là dùng nhạc free thôi anh em ạ. Tuy nhiên là trong một vài cái trường hợp thì tôi vẫn bị dính bản quyền. Thực ra làm YouTube ấy, nó cũng có một vài những cái hạn chế và nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Trong cái việc làm YouTube nhiều khi là mình không có chủ định đâu. Nó chỉ là vô tình thôi. Vô tình mà bị đánh cái vi phạm bản quyền thôi. Thì là như này này. Tôi cũng có thể chia sẻ cho các anh em, nếu mà các anh em có ý định làm YouTube hay làm bất cứ một cái nội dung nào ở trên bất cứ một cái nền tảng nào khác, ví dụ như Facebook hoặc là TikTok chẳng hạn, thì nó sẽ bị cái như này. Đấy là nhạc ấy, thì nó sẽ phân ra làm 3 loại. Cái loại thứ nhất ấy là cái loại mà nó rất đánh rất mạnh về cái vấn đề bản quyền. Một khi mà anh em dùng các cái thể loại nhạc ở trong cái cột thứ nhất này, ở cái loại thứ nhất này, thì chắc chắn là anh em sẽ bị đánh một vạch bản quyền nha anh em nhá. Một gậy bản quyền luôn. Đấy, cho cái thứ nhất. Loại thứ nhất. Tôi lấy ví dụ như là bài một trong những cái bài hát mà rất hay, mà nếu mà lồng vào những cái video nói lên cái tình cảm của mẹ và con. Đấy, để đưa lên được những cái cảm xúc ở trong video, lồng thêm cái bản nhạc đấy vào thì chúng ta sẽ có một cái video vô cùng ý nghĩa và sâu sắc. Đấy chính là bài hát Nhật ký của mẹ. Nếu mà anh em sử dụng cái bài hát Nhật ký của mẹ của tác giả Nguyễn Văn Trung thì chắc chắn anh em bị đánh một gậy bản quyền. Đấy. Đã từng có một cái cuộc chiến nó như thế rồi ở trên YouTube. Khi mà rất nhiều những cái anh em, thậm chí là người ta có cover lại nhá. Người ta đánh lại cái bản nhạc đấy hoàn toàn là không phải lấy nhạc từ ca sĩ Hiền Thục. Đấy, không phải lấy nhạc từ cái bản nhạc gốc, mà thậm chí là ở đây người ta cover lại, người ta đánh lại bằng tiếng đàn guitar hay là kéo bằng violon. Đấy, vẫn coi như là bị dính bản quyền bình thường. Trước đây rất nhiều người bị dính cái bài hát đấy.
Thậm chí là có những cái kênh mà nó lên tới 200.000 sub và đã sử dụng là 3 lần cái bài hát đấy ở trong những cái video clip. Đấy, và cái kênh đấy là đã bị bay màu. Nhưng mà sau đấy là cũng phải xin xiếc các thứ để mới lấy lại được kênh, cũng khá là phức tạp. Thế nên là cái loại thứ nhất này thì chắc chắn là tôi không bao giờ dùng rồi, không bao giờ dùng luôn. Đấy, đến sang cái thể loại thứ hai là cái thể loại mà nó nhẹ nhàng hơn thì nó vẫn là có bản quyền. À, nó sẽ đóng dấu cái bản quyền ở trong cái video clip của anh em khi mà anh em sử dụng bài hát đấy. Đấy, tôi cũng sử dụng một vài cái bài hát có bản quyền. Thì ở cái loại thứ hai này thì tác giả họ cho phép mọi người có thể sử dụng cái bài hát đấy một cách thoải mái. Tuy nhiên là ở trong video nó sẽ được ghi công tác giả. Và khi mà video ghi công tác giả ấy, thì tất cả cái doanh thu từ cái video clip mà anh em làm ra mà có cái bài hát của tác giả thì hoàn toàn sẽ được chuyển toàn bộ doanh thu nha anh em nhé. Là 100% doanh thu của video sẽ được chuyển thẳng cho tác giả. Đấy, nó chính là cái thứ hai. Và ở đây cái hình thức này thì có rất nhiều người đang sử dụng cái hình thức ghi công này. Đấy, thì nói chung là cũng hay. Cho những cái ví dụ như những ca sĩ trẻ muốn hát những cái bài hát lỗi, những cái bài hát đang có trend ấy, thì thường là người ta sẽ chọn cái cách này. Là người ta hoàn toàn là người ta không lấy cái doanh thu mà người ta chỉ lấy cái sự nổi tiếng thôi. Nó sẽ đánh đổi cái việc là sản xuất ra một cái video nhưng mà cái video đấy là nó sẽ không có doanh thu. Đấy, nhưng mà họ bù lại họ sẽ được hát một cái bài hát hay và họ được up lên trên kênh của họ. Đó là cái loại thứ hai. Cái loại này thì nói chung là tôi cũng không sử dụng. Bởi vì anh em biết đấy, tôi làm việc cái này tôi làm việc kiếm tiền. Đấy, nhưng mà tôi mà chia sẻ doanh thu cái kiểu đấy 100% thì quá là bằng là tôi làm không công, đúng không? Thế nên là tôi cũng sẽ không chọn cái cách thứ hai. Đấy, cái cách thứ ba, cái loại thứ ba ấy. Cái loại thứ ba thì là vẫn là có ghi công tác giả nhưng mà chia sẻ một phần doanh thu thôi. Tức là ví dụ như cái loại thứ hai ấy là nó chia sẻ 100% doanh thu, thì cái loại thứ ba này thì nó nhẹ nhàng hơn anh em ạ. Nó chỉ phải chia sẻ 50% thôi, thế là cũng ok rồi. Một vài cái bản nhạc ở trên kênh tôi là nó có chia sẻ 50% doanh thu đối với cả tác giả. Đấy, thì cái loại này là cũng là do tác giả quy định thôi. Đấy, tác giả làm ra cái bài hát đấy quy định xem là cái chia sẻ, cái mức chia sẻ là bao nhiêu. Đấy, nếu mà họ yêu cầu chia sẻ hết thì đó là cái loại thứ hai. Còn nếu mà họ chia sẻ một phần thì đó là cái loại thứ ba anh em nhá. Tiếp đó nó sẽ đến với cả cái thể loại thứ tư. Đấy là hoàn toàn là free nhạc, để tất cả mọi người có thể sử dụng một cách free và có thể kiếm tiền được trên cái bản nhạc đấy ở trong video. Thì cái loại đấy là cái loại hoàn toàn free và miễn phí. Tôi là đa phần những cái bài hát ở trên kênh tôi là lấy ở cái thể loại thứ tư. Tuy nhiên vẫn bị dính bản quyền. Anh em biết tại sao không? Có những cái lúc mà tôi dùng toàn bộ là cái thể loại thứ tư mà vẫn bị dính bản quyền đấy anh em ạ. Đấy, nó là như này, nó lại chia ra mà làm thể loại thứ 5 và thể loại thứ 6 nữa. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Nó phức tạp không? Nó rất phức tạp đấy nhá. Làm YouTube nhiều khi là chỉ cần không biết những cái đấy thôi là cuối cùng là ăn đủ luôn. Đấy, tôi xin chia sẻ cho anh em này, cái thể loại thứ 5 và cái thể loại thứ 6 khi mà chúng ta dùng nhạc free mà chúng ta vẫn bị ban. Chúng ta vẫn bị ban kênh, đấy là như nào? Rất vô lý đúng không? Nghe rất là vô lý đấy chứ. Tại sao mà lại dùng một cái bản nhạc free? Nó đã nói là free rồi mà tại sao chúng ta vẫn bị đánh bản quyền? Ơ thế free lừa. Không anh em ạ. Anh em cứ bình tĩnh, nghe vô lý nhưng mà anh em hãy đợi tôi nhá, đợi tôi giải thích, để tôi giải thích cho anh em. Đấy, nó là như thế này. Tại sao mà lại vẫn bị bản quyền khi mà chúng ta dùng nhạc free? Chúng ta đến với cái phần 5, đấy cái loại thứ 5. Cái loại nhạc thứ 5 là cái loại nhạc mà rất là hãm luôn, hãm lìn, nó phải gọi là hãm lìn. Đấy là như này. Nó có free, đúng, nó chính xác là free. Nhưng mà ở Việt Nam thì nó lại không free. Nó ảo như thế đấy anh em ạ. Nhưng mà không biết anh em ơi, vấn đề là chúng ta không biết là cái nhạc đấy ở Việt Nam nó không free. Đấy, chúng ta khi mà chúng ta lên trên mạng chúng ta tìm nhạc free trên YouTube, đấy thì nó sẽ không nói là ở Việt Nam nó không free đâu anh em. Nó chỉ nói là đây cái nhạc này free thôi. Tuy nhiên một vài quốc gia nhá, trong đấy có Việt Nam thì nó lại không được free. Chính vì thế nên khi anh em sử dụng cái nhạc free, ôi tôi chết mẹ ơi, ôi không, đừng. Ui may quá anh em ơi, tôi vẫn có một cái viên đá ma lăng. Ui giời ơi. Không để ý anh em ạ. Nói chung là cái trận này eco toàn quá anh em ơi. Đùa, thật là như thế luôn. Toàn rau quái, eco luôn cả rau quái. Chúng ta cần một cái sự tập trung nhất định ở đây anh em ạ. Thôi bình tĩnh anh em nhé. Tại sao cái rau đấy tôi lại cứ vứt bài một cách vô thức lên như thế nhỉ? Thật, quả đấy là vô thức đấy anh em. Vứt bài lên vô thức thôi.
Bởi vì là thế nào? Bởi vì là đang mải nói chuyện anh em ạ. Nên là nhiều khi là bài vứt lên một cách rất là vô thức. Tôi thì tôi có cái là tôi cũng không biết anh em nào, nhưng mà tôi thường ấy là tôi làm hai việc một lúc ấy, là thường là tôi sẽ bị như thế. Tôi sẽ không tập trung. Đấy. Mà nhất là trong cái trường hợp mà tôi đang eco như này thì nói thật với anh em là tôi cũng không đánh giá về mức độ đội hình lắm, nhưng mà bây giờ có vẻ hơi toang ấy nhờ. Ui, round 11 gần 50 máu rồi. Toang đấy. Từ từ nhá, nhưng mà chơi cái gì? Thôi chơi gì để anh em nhìn anh em biết. Chơi 12 con nhưng còn gì nữa anh em. Này chắc chơi 12 con thôi. Nhờ, chơi 12 con đúng không? Nhưng mà đời thủa nhà ai mà lại chơi 12 con, chơi human nhưng mà lại chơi eco. Có không? có không? Chắc là cũng có đấy anh em ạ. Thôi được rồi, chốt đồ luôn. Máu thấp quá rồi anh em ơi. Bây giờ tôi cần là chắc là một cái chiến thắng thì tôi có thể mạnh tay tôi xả tiền để có thể cắt chuỗi của cái thằng có chuỗi kia anh em ạ. Sành lắm rồi. Ui giời ơi, nó lại như thế này, lại gặp luôn ạ. Thôi xong rồi. Xong rồi anh em ơi, thế là thôi không còn cơ hội cắt chuỗi nữa rồi. Xanh quá. Yếu quá anh em ạ. Chết rồi. Chưa có 4 nai. Bây giờ chúng ta có 4 human rồi đúng không? Kiếm 2 human nữa. Round 15 chắc là xả tiền. Thắng hay thua tôi sẽ xả tiền ở round 15 thôi anh em ạ. Xả hết tiền kiếm 6 human. 6 human và kiếm được 6 clay. 6 clay, 6 human. Kiếm sau đó chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta sẽ đánh chuỗi thắng thôi. Chứ còn bây giờ cái tầm này thì máu thấp quá rồi. Không thể nào mà eco nữa đâu. Round 13 chỉ có 50% máu. Chơi kiểu gì thì cũng phải giữ lại 50% máu anh em ạ. Thắng luôn này. Được đấy. Đang muốn thắng. Hay. Hay quá. Rồi. Bởi vì tôi đã ghép đồ hết rồi mà. Thắng hay không thì chắc là nó cũng sớm muộn gì nó cũng thắng thôi. Ra gấu này. Mà cái tầm này gấu gì nữa đâu. Gấu chả để làm gì cả anh em ạ. Gấu ở bán thôi. Thôi rồi. Tạm thời tôi sẽ up lên level 7 đã. Round 15 mà kiếm 6 human thì tôi cũng sẽ bắn gấu thôi anh em ạ. Thiếu một con human nữa. Ok. Rồi. Lốt ra này. Hy vọng nó sẽ chiến thắng. Thằng này cũng khỏe. Gấu mết 2 rồi. Khỏe đấy. Ui rồi ôi. Combo rất đẹp gấu đá với cả già. Hay. Nó con gấu đá nó vẫn thua tôi anh em ạ. Gấu đá mờ linh. À gấu mết mờ linh vẫn thua. Rồi ok, ra quái anh em nhá. Bỏ gấu thôi anh em, tôi roll đây. Tôi sẽ roll kiếm 6 human luôn. Ây ơi, ui dồi ơi, được quá anh em ơi. Rồi, bỏ gấu ra thôi. Bỏ gấu ra. Đấy, đánh human nó phải đánh như này anh em nhá. Round 15 thôi anh em ạ. Đến đúng cái round 15 này thì roll kiếm đủ 6 human. Bộ này là bộ comeback ở round 15. Nếu mà đánh, nếu mà eco. Còn không thì nếu mà đánh chuỗi thắng thì quá ngon. Nhưng mà nếu mà phải eco thì cũng phải comeback sớm anh em ạ. Chứ còn để từ 19 thôi ấy, chỉ tầm 19 đến khoảng 25 thôi. Mà cái bộ này nó không comeback sớm ấy thì là nó cũng chả đánh được bộ nào đâu. Nó yếu rồi, lúc này nó yếu rồi. Nên comeback sớm. Comeback làm nào để round 21 là lên được 9 anh em ạ. 21 lên 9 thậm chí là còn hơi muộn đấy. 21 là có khi là phải gần đến 10 rồi. Đấy chỉ khoảng là 18 thôi là lên 9 rồi đấy. Chơi human mà sách cắn lên 9 thì nó nhanh thôi. Đấy rồi. Rồi tôi sẽ lên 9 dần. Kiếm 6 clay mới được anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta mới có ở đây nó là 5 clay thôi. Chưa được.
Đội hình như này nói chung là cũng vẫn chơi được. Đấy, thiếu 6 Clay nhưng mà chúng ta có 4 Clay thì cũng khỏe. Ở trên thì nói chung là cái hàng ở phía trên nó chỉ cần đủ thời gian để con già có thể là tụ trưởng và con Flaming Wizard có thể là nó sẽ có thời gian để nó gây đam. Đấy nó là cái hay ở trong cái bộ này. 6 Clay thì thậm chí là những cái con Human nó cũng sẽ được. Những cái con như là con già, những cái con như là con Flame nó cũng sẽ được hưởng cái hiệu ứng giáp của bọn Knight thì nó rất khỏe. Nhưng mà cái bộ này thì nó cũng phải comeback sớm, bởi vì muộn thì nó khá yếu đấy. Nó không mạnh lắm đâu. Rồi, hay lắm. Khả năng là round 18 và lên được 9 đấy. Đấy, thế thì nếu mà 18 lên được 9 thì 21 sẽ lên được 10 anh em nhá. 18 và lên được 9 thì 21 lên được 10. Ok. Mặc dù là tôi eco round quái nhưng mà tôi sẽ không eco nữa đâu anh em ạ. Rồi, ui 6 human rồi này. Nhưng mà phải chơi ở 10. Đây rồi, ui không cần, 9 là được rồi. 9 là đủ rồi anh em ạ. Hay quá. Để chào anh em CC Tool cái đã. Ok, thôi được rồi. Bỏ cái này đi. Ok, không cần nữa bởi vì đủ bộ rồi anh em ạ. Thế thôi. Lên 10 thì kẹp cái gì vào? Để xem lên 10 thì kẹp cái gì nào. Nói chung là 10 chắc là Glacier. Lên 10 chắc là Glacier đâu. Bộ này lên 10 chắc Glacier. Kinh. Có ông Trung Quốc là tiếng Việt luôn. Dã man. Trung Quốc là tiếng Việt cả. Ok. Bây giờ ấy, xác định đánh chuỗi thắng thì có khi là chốt đồ luôn anh em ạ. Lấy luôn đi. Ở đây là có cái viên ma lăng là có ghép được luôn cái giảm hồi chiêu. Tôi nghĩ là như thế. Bây giờ là xác định đánh chuỗi thắng luôn mà. Đấy, nên là đồ là phải ghép luôn. Không nên để. Đã xác định đánh chuỗi thắng là đồ ghép hết anh em nhá. Tận dụng đồ là nó quan trọng lắm. Nó quyết định cái chiến thắng là nhiều đồ đấy. Đây này, ui mẹ ơi gặp cái tăng beat to thế. Rau này ăn nổi không? Ui vẫn ăn được anh em ạ. Vẫn ăn được. Đấy anh biết lý do tại sao ăn được không? Là bởi vì cái con TB nó không có đồ đấy anh em. Nó lấy đồ sai. Cái con Fallen Witcher ấy, nếu mà muốn chiến thắng mà khỏe sẽ đầu ấy là nó phải lấy cái Berlin. Đấy, cái Berlin là cái món đồ là nó gọi là trấn thái con đấy rồi. Nếu không thì mãi mới có thể biến hình được. Chỉ khi nào biến hình con đấy nó mới được tăng tốc đánh, tăng đam thôi anh em ạ. Còn trước khi biến hình là nó sẽ không có cái lượng đam. Đấy, mà chỉ cần không có đam thôi, không kết liễu được đối thủ sớm thì là toàn bộ đội hình beat là nó sẽ bay màu rồi. Đấy nên là cái con đấy, cái BKB quan trọng lắm. Chứ không thể chơi là kiểu là Fallen đi bộ ở đâu. Rồng đi bộ. Fallen đi bộ. Đó là hai cái thể loại mà mạnh nhất ở trong game này. Anh em cứ tin ở tôi. Mạnh lắm anh em ạ. Anh em thử đi rồi anh em biết nhá. Cái tầm này nói chung là tôi form được ở 10 mà mới có ra 19 thôi anh em ạ. Khỏe lắm rồi. Kẹp được hai Glacier ở level 10. Level 1 thì kẹp thêm gì? Exit chắc là vậy. Thêm Exit thôi nhưng cũng chả thêm một cái gì khỏe hơn. Hoặc là 5 đô. 5 đô cũng được. Trung Quốc soi làm sao lớn bạn ơi. Cứ soi thôi. Anh em không biết là tôi rất là dị. Ở đây lại sang soi kìa. Tôi rất là dị những cái người mà sang soi tôi. Đấy, những cái người sang soi tôi là tôi có một cái gì đó, tôi rất cẩn thận với những cái người đấy. Đấy, nên là anh em đừng có sang soi. Bởi vì sang soi là tôi sẽ chú ý nhiều hơn đấy. Ok. Kiếm gãy à. Được đấy. Trứng. Nhưng mà cứ từ từ. Đang là quái. Nói chung là cái tầm này anh em ạ, cứ cắn sách mà lên 12 thôi. Đấy, tiền thì để roll. Hợp lý. Bây giờ mới round 20. Với những cái round như này ấy, thì có những cái nhà bây giờ vẫn mới chỉ ở level 7, level 8. Đấy, 21 thì có nhà gọi là xanh lắm thì mới lên 9 thôi nhá. Mà tôi bây giờ lên 10 rồi đấy. Đấy. Đầu game khởi đầu không được tốt đẹp cho lắm nhưng mà anh em thấy không? Tôi đi ăn sáng sớm rồi à? Tức là kết thúc sớm đi ăn sáng sớm đúng không? Mày không?
đầu game nói chung là thực ra là muốn dành thời gian để chia sẻ với anh em một chút về vấn đề kênh kia các thứ đi. Tôi cũng eco nhẹ nhàng đấy thôi, chứ còn thực ra là nếu mà bình thường rồi tôi không có tâm sự với anh em thì tôi cũng chả eco làm gì. Rồi thôi. Đập trưởng luôn. Rồi, được đấy. Ok nhá, dồn đồ cho rồng thôi bạn ơi. Có Blink rồi anh em ơi, tương nhiên rồi, không có chơi rồng đi bộ anh em ạ. Đây này, ghép đồ chỉ để cho con rồng nó đấy anh em. Không phải là ghép đồ cho già đâu, đầu game tôi ghép mỗi cái Blink thôi, chứ còn tôi đâu có ghép những cái đồ bắn trưởng đâu. Ngay từ đầu tôi xác định là tôi chơi co là con rồng rồi anh em ạ. Đấy, đồ là phải dành ở rồng, rồng nói rồi. Rồng là phải cất cánh bay cao lên trên trời anh em nhá. Rồng gì mà rồng đi bộ. Ui, gặp thằng có chuối. Mẹ, 9 assassin. 9 assassin cáo 2 rồi á. Ui, cáo lăn kìa, đừng chọc. Ui, rồi ôi, mẹ chọc chết rồi. Ui, nhưng mà con rồng của tôi hết máu rồi. Khạc thêm phát nữa, giết chết nó. Lăn tiếp kia, ui rồi ôi, Blink ra chỗ khác được. Hay quá. Cắt chuối quả được tê bạn ơi. 10 điểm. Quá xuất sắc. Đến từ vị trí của rồng. Quả này thì nói chung là ấm rồi anh em ạ, ấm rồi. Cái chuỗi 11 trận thắng liên tiếp. À đâu đâu, 14 trận thắng liên tiếp luôn. 14 trận thắng liên tiếp anh em ạ. Hay quá anh em ơi. Wow, thật sự là như thế luôn. 6 cửa lai cắt chuỗi 9 assassin. Quá ổn áp. Anh em nghĩ tôi trận này chơi cửa lai đúng không? Không anh em ạ, thực ra tôi chơi gót. Trận này tôi sẽ chơi gót bom tối thượng. Anh em nhá, trận này sẽ chơi gót bom tối thượng cho anh em xem như là mãn nhãn. Ừ, không phải cái like đâu anh em. Anh em nhìn cái đồ, anh em tưởng là tôi ghép đồ cho con rồng. Lừa anh em thôi anh em ạ. Thực ra là anh em nhìn cái đồ là đúng là đồ cho rồng. Đấy, nhưng mà anh em hãy nhìn kỹ một lần nữa. Anh em sẽ thấy là tôi có ghép một cái viên giảm hồi chiêu. Ê, nó phải có lý do của nó. Ăn hộ cái bạn ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Bây giờ nó mạnh chưa? Chấp cả coi như là gấu mết 2 sao luôn. Ui rồi ơi, tôi ra con bom luôn này. Đúng là gót bom tối thượng rồi. Ui giời ơi. Được quá anh em ơi. Rồi, anh em sắp đến với cái màn gót bom tối thượng ở đấy. Anh em đợi tôi chút. Anh em cứ bình tĩnh. Sắp được rồi. Nhẹ nhàng rồi, tình cảm rồi. Bây giờ lại roll mấy cái xem nó như nào. Cái nữa. Đây rồi, Grand Herald đây rồi. Tôi đã nói là tôi chưa gót mà. Bây giờ tôi chưa gót là tôi chưa gót, tôi không lừa anh em đâu. Đầu game là xây dựng bằng cái bộ like thôi anh em ạ. Human Glide đầu game thôi, chuyển sang gót. Nó cũng không lạ lắm đâu anh em. Ở trên cái kênh này thì bất cứ điều gì nó có thể xảy ra anh em nhá. Những cái cú quay xe nó rất là bất ngờ đấy. Thực ra thì nó là câu chuyện nó rất là bình thường ở trên kênh này. Ok. Rồi. Giáp băng cho bom. Tí nữa sẽ ghép cái giáp băng cho con bom nha anh em nhá. Nhưng mà tôi từ từ đã. Từ từ đã, tôi đang muốn cả giáp băng lẫn giáp thép. Nên là cứ từ từ. Để xem là những cái món đồ tiếp theo nó là những cái món đồ gì. Thậm chí là chúng ta cần phải có một cái BKB. Nếu mà late game nó là một cái con mết. Đấy. Mết Saman hoặc là đây nó sẽ là mết kết hợp với cả sao hoa đá. Mết sao hoa đá thì cũng là sẽ phải cần BKB. Lúc đấy thì còn không phải là chơi Nai ở đâu anh em ạ. Chơi Nai là toàn đấy. Tuy nhiên thằng này có thể là sẽ đi sớm. À không, đây là ông này nói tiếng Việt đấy, không phải Trung Quốc đâu. Nhầm. Đây rồi. Sắp lên 12 rồi anh em ơi. 26 lên 12, ok. Lúc đấy thì tạm thời nó sẽ qua một lần 6 Glacier đã. 6 Glacier, 6 Glide trước đã vậy. Bởi vì vẫn chưa có bài anh em ạ. Bom 2 thì mới chơi gót được, cứ từ từ đã. Chuyển qua một lần nữa 6 Glacier, sau đó chuyển qua lại một phát nữa. Có thể là Aegir Seed. 6 Aegir Seed kết hợp với cả God Bomb. Tối thượng, 5 rồng. Úi giời. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Từ từ đã nha. Để tôi tính xem nào. Xem là cái gì thì nó hợp lý. Bây giờ nó phải có một chút tín hiệu đến từ nhà phát hành. Có một chút tín hiệu đến từ nhà phát hành anh em ạ. Thực ra đấy anh em thấy không? Nó có cả cái nó gọi là cái sự đánh đổi cả.
Đấy, kênh của tôi thì bị ban, nhưng mà vào trong game thì nó lại rất là ok. Nó rất là ok luôn. Đầu game thì chúng ta nói eco, đấy, cuối game thì lại thành là ok. Hợp lý, rất hợp lý. Rồi, cảm ơn nhá. Chỗ này hay đấy. Lên 12. Round 26 đã lên được 12. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy cái giáp thép. Lấy cái giáp thép. Có cả giáp băng, có cả giáp thép. Ui đây rồi, hợp lý quá bạn ơi. Thôi được rồi. Hợp lý quá. Thật là như thế luôn. Xem nào. Từ từ nhá. Vẫn chưa có gót anh em ạ. 4 Glacier đã. 4 Glacier đã. Rồi. Vẫn là 6 Glide nhưng mà 4 Glacier. Ờ. Ui thằng này cũng chơi Human này. Human cũng 12 con đấy. Cũng định chơi 12 con nhưng bạn ơi, muộn rồi. Muộn rồi. Ui, cũng có gấu đấy. Nhưng cái con gấu mết này nó giết lùi con Secret Lancer này không? Đấy, vấn đề là thế. Tất nhiên là không. Giết cái kiểu gì? Quá. Qua Aegisit tí nhỉ? Qua Aegisit, God Bomb mà. God Bomb Aegisit tối thượng, đúng không? Phải không? Qua Aegisit tí. Ui, nói chung là 12 con thì chơi kiểu gì mà chả được anh em. Chơi 12 con thì cái kiểu gì mà chả được. Đấy mà vừa nãy là tôi còn đang nói dở cái việc là chia sẻ cái nhạc đấy. Mà bây giờ là đã đến cái giây phút vinh quang của tôi rồi. Còn chia sẻ hết cho anh em rồi đấy. Ui, đây rồi, trứng đây rồi. Trứng cho bom hay là cho ca lông đây. Cho con nào thì phải roll mới biết được anh em ạ. Rồi, chúng ta roll cả nữa. Ui, rồi ơi anh em ơi, ca lông. Rồi, thôi được rồi. Nó chính là một cái tín hiệu đến từ nhà phát hành đấy anh em. God ca lông. God Clyde anh em ạ. Thôi nha anh em nhá. Tôi lại quay xe. Anh em nghĩ tôi chơi God Bomb đúng không? Không anh em ạ. Bây giờ tôi lại thành là God Calong. God Clyde. Nhưng mà God Clyde tối thượng quá nhỉ. God Clyde thì chỉ cần đánh ở level 9 thôi. Đây God Clyde tận level 11 cơ. Càng đấy. À 12. Level 12 cơ mà. Thừa tận 3 slot. Quá căng anh em ạ. Thế thì cũng có thể chơi được cả bom luôn. God Bomb Clyde. God Bomb Clyde luôn. Cũng được. Nói chung là vẫn còn slot. Thế thôi, cái bộ Exorcist thì chắc là thôi nhỉ. Rồi thôi, chuyển đồ cho Calong thôi. Bây giờ Calong nó sẽ là cái con co chính anh em nhá. Đồ quá đẹp luôn rồi. Đấy. Tôi sẽ dồn đồ cho hai con, con bom với con Calong. Con rồng thì tí nữa tôi sẽ lên 3 tôi sẽ dồn đồ. Con rồng trận đấu này rất có thể sẽ là rồng 3 nha anh em nhé. Dragon Clyde 3 sao trong cái trận đấu này. Ở đây là còn cái món là nó gọi là giáp băng. Đấy, giáp băng và giáp thép. Thì cứ từ từ đã anh em ạ. Hai cái món đấy là tôi muốn có cả hai. Rồi bây giờ cái tầm này gấu mết nó làm gì đâu. Gấu mết này, đánh 12 con này. Cũng bay màu thôi anh em. Rao này bay màu rồi. Hay quá. Hiện tại tôi đã loại được cái thằng mết ra khỏi cuộc chơi. Thì có nghĩa là tí nữa ấy, chúng ta có thể bỏ cái bộ này. Đây rồi, hay quá, gót được rồi anh em ơi. Rồi, đây. Ok chưa, con này vào. Xong, thiếu một con đúng không. Hiện tại bây giờ chúng ta đang chỉ có hai Divinity thôi. Divinity thì nữa nói chung là kiếm con nào cũng được. Con rớt thì ngon nhất, 5 đô anh em ạ. Chơi 5 đô để phòng cái trường hợp là bị Doom. Nếu mà đối thủ kẹp Doom vào thì chúng ta có rất nhiều những cái con 5 đô ở trong cái trận đấu. Đấy, bom này, máy bay này, ca lông này, khan nữa. Chúng ta sẽ có rất nhiều 5 đô để chúng ta có thể là chơi được. Ok, tạm thời chơi con này. Thêm khống chế. Assassin bây giờ làm gì có cửa bạn ơi. Ui giời ơi, hay quá. Assassin mà đầu bên này anh em biết được chuyện gì đã xảy ra đấy. Không có cửa anh em ạ.
Bây giờ cái bộ Knight này không những là cái bộ God Knight mà nó là God Knight tối thượng ở level 12. Ui rồi ôi, lấy cái gì mà ăn. Bây giờ chỉ có chuyển bài thôi, đánh Assassin làm sao ăn được. Assassin không ăn được đâu. Assassin được cái gắt phát đầu tiên mà không chết thì có nghĩa là Assassin chết thôi. Nhưng mà cú đánh tiếp theo thì nó lại dựa vào hên xui, nó sẽ không có những cái cú tất sát. Rồi, chuyện này tập trung kiếm con rớt với con bom đây anh em nhá. Tập trung kiếm con rớt con bom ra. Mà cần thì tôi có thể chuyển về Exorcist nếu mà cần thiết. Đấy, cần thiết thì tôi chuyển về Exorcist tôi đánh cũng được. 6 Glide, 6 Exorcist bom vẫn đủ slot anh em ạ. 6 Glide, 6 Exorcist bom vẫn đủ slot anh em nhá. Vẫn đủ slot, thoải mái luôn. Tôi bỏ máy bay ra. Đấy, tôi sẽ bỏ máy bay ra. Bỏ Medu ra, bỏ Siren ra. Sáu cửa lai, 6 Exorcist kẹp bom. Được không? Quá được luôn anh em ạ. Bốn gót đã này. Bỏ máy bay nhỉ? Chuyện này đầu máy bay có ok không? Máy bay thì thực ra cũng không cần thiết. Không có đồ anh em ạ, con máy bay không có đồ. Đam diện rộng mà. Đam diện rộng thì có bom rồi. Đấy, dồn đồ cho bom rồi. Thiếu một Exorcist à? Như này thì lại mất gót à? Thế thì có ngon không nhỉ? Cà lông thực ra có giảm hồi chiêu rồi thì cũng chả cần gót. Chả cần gót anh em ạ. Chả cần gót làm gì. Thằng này 6 Glacier kết hợp với cả hóa đá. À, càng đấy. Không sợ. Ây à, cũng căng đấy nhở. Này, counter và Kalong phết. Nhưng mà mới 1 sao không ăn thua. Ok. Counter Kalong đấy. Hóa đá kết hợp với cả cái bộ 6 hóa đá là counter Kalong lắm. Rồi, kiếm con bom, gót bom. À, bom 6 Exorcist. Ui, đây rồi. Từ từ nhá. Ui, đây rồi, trứng cái bom luôn này. Đấy. Từ đá để xem là bán cái này đi. Bình tĩnh. Rồi, đây để tôi ghép cái đồ vào đá. Giảm hồi chiêu cho bom. Ok chưa? 6 Exorcist kết hợp với cả bom kẹp với cả 6 Glide anh em nhá. Quá mạnh luôn. Rồi, để xem là bạn thế nào bạn chơi được tôi đây. Ui rồi, căng chưa? Căng chưa. Ui không ổn anh em ạ. Anh em biết tại sao không ổn không? Thằng này nó chuyển sang Insect. Mà Insect mà mình chơi Exorcist thì đúng là xuống hố. Không được. Anh em ạ. Đây nó là Insect Toy anh em hiểu không? Insect Toy. Không được rồi. Tất nhiên là chúng ta vẫn ăn ground vừa rồi, nhưng mà về mặt gọi là sức mạnh đội hình thì đấy là một cái đội hình counter và cái đội hình Exorcist. Nên là bây giờ tôi lại không chơi Exorcist nữa. Mà bây giờ tôi lại chuyển God vào. Để cho nó chắc chắn nó ăn được thì chúng ta chơi God anh em nhá. Rồi. Không Exorcist là anh em ạ. 6 Glide kết hợp với cả God. 4 God luôn. God bomb tối thượng. Ui, cái. Ui, Kalong 3. Ui, Kalong 3 rồi. Quả này có cơ hội Kalong 3 không? Sao? Ui rồi, nhìn nó xấy kìa. Kinh không? Con cáo chưa kịp làm gì chết rồi kìa. Xấy kinh khủng thật đấy. Đúng là máy xấy. Rồi, Kalong xấy coi như con cáo đang lăn là chết nha anh em nhá. Đang lăn là chết luôn. Quá khủng khiếp, đẩy 20 máu luôn ra vừa rồi. Thật sự là như thế luôn. Không khác gì cái bộ beat anh em nhở. Tầm này ấy, nói chung là triệu hồi được ra con cáo 3 sao thì may ra mới ăn được tôi. Ủa? Nó ra được con cáo 3 sao rồi kìa. Ra được con cáo 3 sao thật rồi kìa. Nói thế thôi bạn ơi. Ăn thì theo được, nói nhanh. Kể cả cáo A luôn.
Kể cả cáo ba không ăn nổi. Đội hình của tôi là đội hình tối thượng godline mà. Cáo ba cũng không thể ăn được trong trong cái tình huống như thế này. Nói chung là tuổi gì. Tôi sắp ca lông ba, nếu mà giả sử như mà con này mà nó ăn được, con cáo ba này nó ăn được tôi thì tôi sẽ có một con ca lông ba đang đợi. À, để xem cáo ba ăn nổi không nhá. Ôi cáo ba chọc cũng khỏe phết nhở. Chọc hai phát chết một con à. Cũng càng đấy, cũng càng đấy. Cờ lai có giáp mà hai phát chết một con thì cũng khỏe. Ok, ok bạn ơi. Ui, ui, đừng, không bạn ơi, cố lên. Cái gì đây, không bạn ơi, đừng. Ui giời, không được đâu bạn ơi, không dễ để đâu. Vẫn không ăn được. Không bạn ơi, tôi có cái giáp xoay, không sợ. Ui mà hết hồn đấy, cũng hết hồn đấy. Nhưng ở đây có một con đờ là không cờ lai 3 sao nữa này. Ăn hộ gái. Nếu mà giả sử như mà nó ăn được tôi thì tôi chuyển về 4 hóa đá. Sợ gì anh em, 4 hóa đá vẫn ăn được, thoải mái luôn. Đấy. Bây giờ kiếm một Light Spirit. Kiếm một Light Spirit vào. Kẹp 4 hỏa đá. Ui, 3 quả trứng này. 2 con cá lông nữa thôi. 2 con cá lông nữa thôi bạn ơi. 2 con cá lông. 2 con cá lông nữa, 2 con cá lông nữa. Trứng này đập cá lông anh em nhá. Hoặc rồng. Hoặc rồng. Nếu mà cá lông không ra thì có thể là Dragon Clay 3. Đấy, cũng là 4 tiền. 4 đô, 4 đô 3 sao đấu với cả 4 đô 3 sao. Cũng ok, cũng là hay đấy. Để xem nào. Máu thì còn nhiều, yên tâm. Trận này mang tiếng là eco đấy anh em. Tôi vẫn 53 máu từ cái lúc mà tôi không eco nữa đến bây giờ. Mang tiếng là eco đấy anh em ạ. Nhưng mà thực ra lại không phải là eco mà là đánh chuỗi thắng. Ảo thật sự. Rồi để tôi ghép thêm cái Berlin nữa cho rồng anh em nhá. Kiếm cái Berlin. Chưa rồng đi bộ thì trông cũng hơi nghèo. Rồng mà đi bộ thì cũng không được khỏe cho lắm. Ui lại trứng rồi đấy. Thế thì chỉ cần một con cá lông nữa thôi. Ui được quá nhờ. Rao sau kiếm một con lông. Cá lông 50-60 tiền, 70 tiền. Chả nhẽ lại không kiếm được con cá lông. Được quá nhờ. Trận này rôn chay luôn ạ. Rôn chay ra con cá lông 3 sao. Ui tôi chết tôi rồi. Con cá lông bị dí này. Không. Ui rồi vẫn thua. Vẫn thua được anh em ạ. Vẫn thua. Thôi xong rồi, có vẻ không ổn. Vẫn chưa biết được trước điều gì đâu anh em ơi. Mẹ nguy hiểm quá. May mà còn nhiều máu đấy. Xin luôn cá lông đấy. Ui không phải bom. Cá lông cơ, cá lông cơ, cá lông. Ui tôi chết rồi, không được rồi. Rồng ba vậy. Anh em ơi tôi hiểu tại sao rồi. Vấn đề rồi. Không luôn ra cá lông. Cái vấn đề ở đây nó là gì? Nó là hết cá lông rồi. Trong kho rồi anh em ạ, hết cá lông rồi. Tôi ở đây là tôi cầm 4 con. Đấy, nó cầm 5 con. Nó chỉ có 10 con thôi anh em ạ. Nó có 10 con thôi. Còn một con thôi anh em ơi. Không có, hết rồi. Hết cá lông rồi. Ở trong kho ấy là không còn cá lông nữa nha anh em nhá. Chúng ta sẽ không còn cá lông để roll nữa đâu. Nếu không chơi được cá lông 3. Kình đấy, cũng chưa biết ai ăn ai đâu anh em ạ. Đây nó là kèo căng anh em ạ. Ngang kèo. Chưa biết là ai ăn ai đâu. Anh em thấy không? Hết cá lông rồi. Đấy, không có cá lông nữa. Chính xác. Đủ rồi anh em ạ. Thôi đọc trứng luôn. Rồi, rao quyết định rồi. Cướp cá lông. Ồ, quả này ngon rồi anh em. Một cái setup rất đẹp ở đây. Ăn nổi không? Cáo ba. Cáo ba cũng căng.
Úi dồi ôi, cáo ba, cáo ba, cáo ba. Úi, gần hết máu rồi, hay quá. Chọc ra đây là được trượt rồi bạn ơi. Úi dồi ôi, cáo ngu thế. Đứng quay đít rồi con ca lông chọc ra phía sau ạ. Đùa. Sao lại cái chiến thắng mà nó lại có vẻ như là những cái giây phút cuối này, nó lại là những cái giây phút mà tấu hài. Nó lại không phải là những cái giây phút gây cấn cho lắm. Gây cấn nó lại gây cấn ở cái giai đoạn trước đấy. Vừa bây giờ mà đẩy cho mình một phát mười mấy máu thì cũng hết hồn đấy anh em ạ. Nhưng mà tôi rất tiếc là không có cái cơ hội để cho đối thủ rồi. Đấy, còn trận này thì chỉ có một cái tiếc lùi là không lên được ca lông 3 sao. Do đối thủ thằng này nó cứ ôm ca lông ạ. Dã man thật sự luôn. Chả hiểu ôm ca lông làm gì cơ. Để tôi lên con ca lông 3 sao thì có làm sao nhờ anh em nhờ. Thôi thì bù lại được cái con Dragon Glide nó cũng lên được 3 sao. Thế là nó cũng được rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi chương trình. Anh em thấy hay thì anh em thấy hay thì hãy để lại tôi một like. Anh em thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái để xem một trong những cái trận đấu dài nhất trong lịch sử Auto Chat kỷ lục anh em nhá. 3 tiếng đồng hồ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái trận đấu ối rồi ôi luôn. Xem rất là hài anh em ạ. Và cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.